Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế giới Mạc Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn cho mọi người cách có thể là in tên file PDF hoặc là các tên các phần mềm bán hàng dùng hiện nay để in ra con tem nó không bị lật hoặc không nội dung của nó không vào cái khổ giấy. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách cấu hình in driver cũng như là cách in để vào khổ giấy và con tem mình có thể đẹp nhất. Thì bắt đầu tiên thì em có chuẩn bị hai file PDF ở đây. Cái đầu tiên cái layout của nó ra là giống trang như các hàng mà để xem nha. Thì đây là kích thước mà thông dùng ở trong các siêu thị hay là các cửa hàng tiện lợi hay là các cửa hàng thời trang đang sử dụng là phổ tem, phổ giấy 3 tem. Phổ tem của nó là 35 x 22 mm. Đây. Để có thể in được trên các phần mềm bán hàng hoặc là các file bán hàng thường thường ra file nó tương tự như vậy. Mọi người cần phải cấu hình ở trên driver cho nó có kích thước tương ứng. Thường những video trước thì em đã làm hướng dẫn cho mọi người cut in từ bartender. Và hôm nay thì em sẽ chỉ cho mọi người một cái này. Thường chỗ khách hàng cũng đang sử dụng cái file PDF để in. Thế thì đầu tiên mọi người có thể là vào driver của chính máy in của đó, cái cấu hình cái kích thước. Thì vào driver thì mọi người vào control panel này. Tiếp theo là vào device printer, rồi sau đó mình chọn cái máy in của mình đang sử dụng. Bên em đang sử dụng máy in Rin 42, sẽ chọn. Có những cái driver khác thì mình cũng làm tương tự nhau mọi người. Chọn cái mục thứ ba printing preference. Rồi tiếp theo trong cái cửa sổ hiện lên này mình sẽ vào cái mục page setup. Rồi trong page setup mọi người để ý trong cái phần stock name này, mình sẽ bấm new để mình tạo một cái khổ tem mới cho cái kích giấy mà mình đang sử dụng ở trên máy. Vào new mình có thể đặt tem tùy, trên đây là tem đi ha, hay là mọi người có thể đặt bất cứ tên gì. Còn loại tai đây thì đây nó tai cất label, đây là cái kiểu cáp cho mọi người, đây là kiểu không cất label. Ai sử dụng continue thì mình chọn continue nha. Đây chỗ như vậy cái kết label là giấy gấp nha. Rồi trong phần thống nhất nha, trong phần label size quay thì mình điền cái kích thước của cái khổ giấy của mình. Mọi người nhớ là không phải điền một nó mà thường ngang của nó thì nó có 3 cột thì tổng kích thước của luôn nghĩa là 3 cột 5 mm. Đơn vị của nó mọi người chú ý đây là đang đơn vị in nha, đúng vẫn đổi từ mm sang in thì mình có m đây, còn quy đổi cái đơn vị thì mọi người thấy là 105 thì tương đương với 4,13 rồi. Còn bên phần 2 thì mình sẽ chọn cái chiều cao của nó, sẽ điền cái chiều cao của nó thì mình đo giấy nhá, giấy có 22 mm, cấm m. Thế này nếu có lề có biên thì mọi người có thể là thêm 2 mm hoặc 1 mm vậy có em không đánh. Rồi mình nhấn OK thì mình đã tạo được cái con tem mới ở đây. Rồi bấm apply OK. Rồi sau khi xong thì mình vào lại cái file PDF của mình hoặc bán hàng. Thì hàng thì nó ra cái layout cũng tương tự như vậy. Đây. Mình nhấn Ctrl P lên để in này. Sau đó mọi người chú ý nha, mình chọn lại cái tên máy của mình cho đúng nha. Máy mình là máy Rin 42, mọi người có thể khác thì mình còn cái dòng máy mà mình đang sử dụng. Đây ở bên này nè, presentation này thì sẽ chọn cái kiểu nằm ngang hay nằm dọc này. Đây thì đang chọn thấy là cái nội dung content thì nó sẽ vào cái khổ này. View này đặt khỏi con tem thì mới nên lại kích thước gần bên driver của mình chưa tại cái đấy mà tại mình điền chưa. Mọi người thấy view như thế này nhá, nó nằm trong cái khung này này, khung chủ nhật này, chỉ là cái nội dung sẽ in ra nó sẽ nằm in trang như vậy, dung nó bị lật trái lật phải hay là đó thì in ra nó cũng trái lật phải. Đây là một số chú ý nhá. Đây.
thêm một là chọn để có đi nó không để hai bên có một số cái là tầm đó là các tầm theo thì đây là cái tầm hoặc là có 80 thì nó sẽ nhỏ hơn thì nó sẽ lớn hơn như vậy thì nó bị tràn ra khỏi cái cổ giấy tầm nha nó nhỏ hơn thì mình có thể chọn nhỏ hơn tốt nhất thì mọi người vào printer vào đúng con tem của mình ta đúng như vậy thì in sau đó mọi người chỉ cần bấm toàn bộ hai dữ liệu trên phần mềm hàng đang có rồi bao nhiêu mình còn bao nhiêu ra bao nhiêu đó đó thì cái cách mà mình có thể in bằng cái file ở trên à. Rồi tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người đó đó in trên file PDF đó cái file thiết kế của mình là dạng PDF có thể thấy đây nha em kiếm một em nhật hơi khoảng 100 x 70 nha này gồm 100 x 70 ổ giấy mà trên máy của em đang 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 sử dụng cũng là 100 x 70 ra mọi người vào tương tự như lúc này vào control panel để cấu hình lại cái vào control panel theo vào device and printer giờ như lúc này nhé rồi mình chọn tới cái máy in mà mình đang sử dụng hai của em đang sử dụng đây. Một in máy khác một mô đồ máy khác thì mình chọn ra rồi chọn in in prefer rồi sau đó cửa sổ hiện lên mình chọn là page setup bấm new chọn một con tem mới tên mới ví dụ là tem 170 mọi người có thể đặt cái tên này tùy ý theo như gấp của nó là 100 x 70 thì em gõ 100 đơn vị của em là mm nhá thì gõ thêm là chữ mm phía sau rồi 70 làm tương tự có biên có lề mọi người chú ý sai cất lên đây là giấy gấp này ok mọi người chú ý ở bên chỗ organization ok rồi tiếp theo vào tới đây thì mình chỉ cần bấm Ctrl P và chọn lại cái máy in của mình đã in 412 đây cái này organization cái này thì mình em có nói là mình tốt nhất là mình chọn fix printer in còn cái này đấy là trong cái hình vuông này hình chủ nhật có nội dung nó đã nằm hết ở trong cái đó mà đây là cái khối dữ liệu nha còn đây là cái view lên so với cái khổ giấy dữ liệu nằm trong rồi à, lúc in ra nó cũng sẽ cân đối như vậy em thấy nó bị lệch quá trái hay có phải cần trong panel mình xem lại cái khổ giấy mà mình cài đặt có đúng chưa to đúng kích thước chiều rộng và chiều cao hay chưa đó thì mình có vào đó để mình xem lại nhá presentation này theo thì mình chọn cái này này mờ thì mình có điều chỉnh thêm này sau đó mình bấm print thì nó ra đủ trở nên đó là một số cái cài đặt cơ bản để mình có thể sử dụng và in trên file PDF rất là đơn giản đúng không mọi người chứ không khó quá khó khăn hay là gì em vừa hướng dẫn cho mọi người cách có thể là in trên file PDF hoặc là phần bán hàng mà con tem nó không bị lệch nếu thấy video này hữu ích mọi người có thể like subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.